Niệm Phật giao duyên có tốt không? Tốt. Niệm Phật giao duyên tốt mà. Giống như chúng ta bây giờ, chúng ta mà gì ạ? Chúng ta có một cái thửa, có một cái mảnh đất tốt chẳng hạn. Thế chúng ta niệm Phật giao duyên cũng giống như chúng ta để thôi cứ có một nắm hạt giống, hạt ngô, hạt giống, hạt thóc gì đó cứ vứt vào đây, vứt bừa vào. Còn hơn là chúng ta thì không vứt vào đó. Đó. Cho niệm Phật giao duyên coi như là chúng ta có thửa ruộng tốt, cũng như ở nhà bên cạnh họ chăm chút được cho thửa ruộng của họ, họ cấy hoặc họ trồng ngô khoai sắn, họ chăm thì cây nó tốt. Chúng ta lười lao động thì giống như niệm ruộng của chúng ta đem vứt vào đấy, chả làm cỏ làm giả gì. 2-3 tháng sau thì người ta đi thu hoạch, mình cũng ra thu hoạch, người ta thì thu được gì 2 tạ thóc mà xào, mình thì chả được 2 tạ nhưng được vài cân. Vài cân có tốt không? Còn hơn là không có gì, đúng không? Đấy, cho nên mà niệm Phật gieo duyên có tốt không? Tốt, vẫn tốt. Ít nhất đi chăng nữa sau này nếu chúng ta mà cái nghiệp báo đời trước và đời này nó còn quá nhiều á, khi xả bỏ báo thân này, thần thức của chúng ta bị quỷ vô thường bắt đi á, hắc bạch vô thường nó bắt nó lôi vào đứng trước Diêm Vương tra hỏi á, Diêm Vương có đập bàn cái gì ạ? Có dùng cái gì đập bàn cả dình xuống thế này, tội nhân kia cả cuộc đời ngươi làm được việc gì thiện không? Lúc đó chúng ta sợ quá, chúng ta gì biết đâu khi đó chúng ta sợ quá chúng ta lại thế nào nhỉ? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đấy. Chúng ta niệm được vài câu A Di Đà Phật trước mặt Diêm Vương như vậy là gì, ăn điểm rồi đấy. Ăn điểm đấy. Diêm Vương bảo tại sao ngươi với niệm Phật? Bảo là nhớ lại một chút, bảo dạ thưa Diêm Vương là gì ạ, thưa ngài là gì, lúc còn sống tôi thì cũng đến chùa A chùa B, đến đạo tràng chùa Khai Nguyên thì cũng có niệm Phật được vài ngày. Diêm Vương bảo tốt. Thế đáng nhẽ là gì, là bảo chúng ta đáng nhẽ là bảo gì, cho vào để trong vạc dầu sôi để trả nợ, nhưng mà xét ra gì, nó cũng niệm Phật được rồi. Trong kinh Đức Phật nói là gì, tất cả những người biết niệm Phật, một câu niệm Phật tiêu được 80 ước kiếp sinh tử chúng khổ. Một câu A Di Đà Phật thôi, nhất tâm tiêu được 80 ức kiếp sinh tử chúng khổ. Dù sao đi chăng nữa nó cũng biết niệm Phật rồi thì thôi. Nay gì, bảo Ngưu Đầu, bảo Bạch Vô Thường thôi, dẫn nó ra quỷ môn quan, đưa nó lên trên nhân gian cho nó thì đầu thai xem kiếp sau nó có tu được không, tốt hay xấu? Tốt. Như vậy là chúng ta được là gì? Được là một hạt cát, một hạt bụi ở trong gì? Trong cái nắm đất của, trong lòng bàn tay của Đức Phật, đúng không? Cho nên tôi nói là niệm Phật gieo duyên cũng tốt, mặc dù là chúng ta không phải là một trong 2 người tự tại vãng sinh trong 1.000 người niệm Phật kia, có tốt không? Cũng tốt. Cho nên khuyến hóa người niệm Phật gieo duyên cũng tốt. Vì vậy mà Phật mới nói trong cái kinh, nói về công đức tạo tượng, làm chùa tạo tượng đúc chuông đó là công đức gì? Công đức lớn. Bây giờ bảo chúng ta là tất cả đều buông hết đi mà niệm Phật đó, để cầu vãng sinh Tây Phương, chúng ta có buông được không? Xin lỗi các quý vị, các sư còn khó buông chứ đừng nói là các Phật tử chúng ta, đúng không? Các sư bảo xuất gia rồi cầu đạo giải thoát một lòng gì, để cầu đạo giải thoát một đời rồi, nhưng bảo buông còn khó buông lắm. Nắm vào thì dễ nhưng buông đi thì khó. Đấy, nó khổ thế. Nắm vào thì dễ, mà nắm được rồi thì không ai muốn buông đâu. Sư thì cũng chẳng muốn buông gì, buông chùa, buông đệ tử. Phật tử chúng ta thì không muốn buông gì, buông hạnh phúc gia đình, buông nhà cao cửa lớn, vân vân. Không ai muốn buông cái gì cả. Sư không thì không muốn buông chùa, buông chức tước giáo hội, buông đệ tử, buông Phật tử, vân vân. Phật tử chúng ta thì ngược lại cũng không muốn buông gì, nhà cửa, đất cát, ruộng nương, công danh chức tước, chẳng ai muốn buông cả. Vì để nắm được nó đâu phải là dễ đâu. Cái nắm được rồi thì không muốn buông, nó khổ thế. Cho nên chính vì cái đó là chúng ta mới không tự do tự tại vãng sinh về với Phật được. Phật đến đón nhưng chúng ta đâu có muốn đi. Tôi tin tưởng là ở đây Phật muốn đoán tất cả chúng ta đi, kể cả từ tôi cho đến tất cả các quý vị, Phật đều muốn đoán chúng ta đi. Nhưng bảo chúng ta đi, chúng ta đâu có muốn đi đâu.
Khổ lắm. Miệng thì bảo Phật cho con đi với, nhưng khi gì ốm đau bệnh tật một chút đó thì thôi, A Di Đà Phật lại tổ cho con xin được gì bách bệnh tiêu tán, vạn chướng tiêu trừ, cho con thì ăn ngoan ngủ yên, cái gì mắt sáng gối chắc chân khỏe lưng gì đó. Khấn cái gì cũng như thế. Có thấy khấn là gì? Lạy Phật nếu gì mệnh con hết thì cho con tự do tự tại, con về với Phật càng sớm càng tốt. Có ai dám khấn đi đâu? Ôi giời, ít lắm, tôi bảo được vài người. Nhưng mà khấn thì khấn, nhưng mà thực tế khi nằm lên trên giường bệnh á, ôi giời ơi con ơi, mẹ này đau đầu lắm, lấy thuốc cho mẹ đi, cho mẹ đi bệnh viện đi. Có dám bảo là thôi mẹ không đi viện đâu, thôi mẹ ở nhà, mẹ có chết thì mẹ chết ở nhà thì còn được ý. Còn được đại chúng đến trợ niệm cho chết ở bệnh viện, xong nó cho vào mấy tiếng đồng hồ, cho vào trong trong nhà xác á, cho vào trong cái hòm lạnh á, nó đút vào đấy mấy tiếng á, thì thôi hết cơ hội rồi. Đấy, nhưng khi chúng ta sợ chết, chúng ta còn nghĩ là xem có vớt vát được không. Đấy, tôi sau này nếu mà không may mắn á, phúc tôi kém á, mà nói gì ốm đau mà nặng á, đệ tử của tôi thì đừng có cho tôi đi viện, đừng có để tôi chết ở viện, nhớ đấy nha. Thôi, nếu mà thấy mà tôi kể cả lúc đó các đệ tử tôi mà nó cho tôi đi viện á, các Phật tử đến phải đấu tranh, đây là thầy chung. Tâm nguyện của thầy là gì? Nếu có chết cũng phải ở chùa mà chết, chứ không chết ở bệnh viện. Cho nên á, đề nghị các sư ông sư cô là phải đưa thầy của chúng con về chùa nhá. Nếu lúc đó tôi kém phúc á, mà không tự do tự tại mà ngồi ra đi được, hoặc là kết tường mà ra đi được á, ở trong chùa á, mà lúc đó thì các đệ tử nó đem đi viện thì các vị phải bảo là gì, thấy tôi mà nặng được cảm thấy không chữa được thì phải đấu tranh. Mấy nghìn Phật tử chúng ta kéo lên để đấu tranh và đề nghị các sư ông sư cô phải đưa thầy về chùa. Tâm nguyện của thầy là được gì ạ? Được vãng sinh ở trong chùa chứ không phải là chết ở trong bệnh viện. Đấy, tôi nói giả sử kém phúc như thế. Nhưng bây giờ cố gắng là tu tập cho nó tốt. A Di Đà Phật đến bảo là thôi, trước ông không được nhưng bây giờ thì tôi thấy ông được rồi, cho nên thôi, gọi là một vé, gọi là vé vớt. Một vé vớt. Thì vé vớt là cũng quý rồi. Vé vớt thì bảo Bạch Đức Thế Tôn bao giờ cho con đi, mấy tiếng nữa đi, hoặc vài phút nữa đi, hoặc vài giây nữa đi á, cũng tốt rồi. Một vé vớt á, cũng tốt rồi các quý vị. Cho nên thôi cố gắng tới đây, lên trên núi thì cũng cố gắng, trước tiên là giảng cho các sư biết đường để tu tập cho nó tốt. Sau nữa thì các Phật tử sau này mà nếu mà đủ duyên xây dựng vườn tháp, xây dựng khu ni viện và xây dựng cái khu khu thất á, khu nhà thất, hoặc là khu những cái mình có nói nôm na những cái chòi, nói những cái chòi, những cái thất nhỏ nhỏ để cho các Phật tử và các sư muốn đến tu tập thì tu tập buông xả. Và tôi tới đây cũng phải học buông xả như thế. Lúc nào mà nhập thất chuyên tu cái kiểu như thế, tôi cũng phải ở một cái cốc nhỏ nhỏ như vậy thôi, không ở trong phòng to, phòng lớn, phòng nhà xây. Ở trong cái nhà như thế nó mới ôn lại thời Đức Phật. Đức Phật ở cái nhà nó đơn giản như vậy, chòi lá, thất lá đơn giản như vậy để tu. Thì lúc đó tôi mà nhập thất, tôi cũng phải làm một cái như thế để tôi gì, tôi ở, tôi tu. Chứ còn xây ở trong một cái thất xây trang hoàng đẹp đẽ đầy đủ tiện nghi ấy, thì chưa, đấy chưa phải là người buông xả để nhập thất thật sự. Nhập thất thật sự là ra khỏi cái phòng xây kiên cố, có vệ sinh khép kín, thì giường nệm chăn nấm để mê vân vân, phải ngủ cái chõng tre, cái giường gỗ đóng đơn giản thôi, để cảm nhận cái sự gì nóng lạnh của đất trời, của thiên nhiên hoang dã, cảm nhận được cái sự gì gần gũi với thiên nhiên môi trường. Khi đó thì mình mới thực sự là có vượt qua những gì, những cái khó, cái khổ, những thử thách về thể xác để đạt được cái tâm hồn thuần tịnh, thuần thiện hay không. Chứ không phải là để cho Phật tử nhập thất những cái cốc đấy, còn tôi thì lại nhập thất ở trong cái thất gọi là to đẹp, không có, đến lúc nó nhập thất như nhau. Như nhau, cái cốc, cái thất như nhau, vào đó để ở, trở lại một cái cuộc sống này đơn giản nhất về vật chất để chúng ta tịnh hóa gì thân tâm, diệt trừ lòng tham và tịnh hóa thân tâm, tịnh hóa cả thân lẫn tâm.
Còn chúng ta vào nhập thất mà vẫn thích ở trong cái thất nhà cao cửa lớn, thất đẹp á, đầy đủ các tiện nghi á, thì chúng ta mới gọi là chỉ hình thức xin tịnh hóa về tâm thôi. Còn thân chúng ta vẫn thích gì? Vẫn thích ở giường nhà cao rộng lớn đẹp đẽ. Thì như vậy là cả thân với tâm mới chỉ là hình thức nhập thất thôi, chưa phải là nhập thất thực sự. Cho nên tôi nhìn thấy cái mô hình của Hòa Thượng Nhất Hạnh ở bên Làng Mai á, Hòa Thượng không xây cái khu ở đẹp đẽ trang hoàng và gọi là vững chắc đâu. Hòa Thượng toàn làm những cái nơi tu tập là đơn giản thôi. Ở trong thiền viện Phước Sơn, ở trong Đồng Nai hay là trong tỉnh nào trong kia, đợt tôi xem cái phóng sự Chư Tăng ở trong đó cũng ở cái nhập thất, mỗi thầy một cái thất nó chỉ khoảng độ tầm 6 đến 8 mét vuông thôi. Trên lợp ngói, còn dưới thì đóng mấy cái ván, tấm ván keo ván bưng lên như vậy, ở rất đơn giản như thế. Mỗi người một cái cốc như vậy, hay. Trên tản viên chúng ta tới đây mà xây dựng những cái cốc, cái thất, tôi nghĩ cũng chỉ như thế. Kể cả các sư hay kể cả gì, tôi cũng ở những cái cốc như thế khi mà tôi nhập thất. Nó như nhau như vậy thì chúng ta mới thấy là học cái cách là buông xả cả thân và tâm. Lúc đó chúng ta cảm thấy chúng ta không còn gì nữa, không còn gì để lưu luyến nữa. Nếu bây giờ thì đã vào đấy rồi thì không còn gì lưu luyến nữa, đóng cửa thất vào là sẵn sàng cho sự gì? Sự ra đi về Tây Phương Cực Lạc rồi. Phát nguyện một tuần thì nhất định không ra, dẫu cho cái chuyện gì trời long đất lở, một tuần chưa xong thì nhất định không ra, chết cũng không ra. Ngày xưa tôi nhập thất mấy lần rồi đấy, phát nguyện một tuần là một tuần, ốm vào ngày thứ hai thứ ba ốm ở trong đó mấy lần định có khi mở cửa ra để ra đi khám. Mình lại nghĩ là mình đã phát nguyện nhập thất rồi mà lại còn sợ chết, nó còn đi khám thì khám cái gì. Cho nên thôi xé đi, không đưa cái tờ giấy ra ngoài nữa, và ở qua ngày thứ ba đến ngày thứ tư tự nhiên nó khỏi, thế là khỏi thôi, chả thuốc thang gì khỏi, chỉ có niệm Phật, ngồi thiền tụng kinh và kinh hành lễ Phật thôi, tự nhiên bệnh gì, bệnh tình sẽ khỏi. Ở đấy gọi là trường hợp đấy, mình gọi là cái chướng ngại của người tu, mình hay còn gọi là ma chướng. Trong khi mình phát nguyện một cái, làm cái việc gì đó lớn như là chuyên tâm tu tập, đặc biệt là nhập thất, thì sẽ có các ma chướng nó phá. Đấy cũng là gì, một trong những ma chướng nó phá, gọi là bệnh ma đó, thiên ma, rồi tử ma, bệnh ma, rồi cái tâm, rồi chúng ta cũng có thể gọi là gì, tà kiến ma, các loại ma nó phá chúng ta. Thì đấy, bệnh nó cũng là một cái dạng gì, dạng ma nó phá, trong khi chúng ta phát nguyện nhập thất để chuyên tu. Cho nên cái này thì phải có công đức, phải làm công quả, phải có công đức thì mới nhập thất. Mấy năm trước là đệ tử tôi có hai sư ông xin nhập thất, tôi không cho. Tôi bảo các bác chưa đủ trình độ để nhập thất, chưa đủ công đức và trí tuệ trình độ để nhập thất. Nhập thất là các bác bị tẩu hỏa nhập ma đến 99%, còn 1% là có thể bước ra khỏi cửa thất một cách gì? An toàn thôi. Còn 99% là tẩu hỏa nhập ma, cho nên tôi chưa cho nhập thất. Không phải nhập thất dễ đâu các quý vị. Nếu mà nhập thất chúng ta vào tụng kinh niệm Phật để cho tĩnh tâm dần dần, khoảng một tuần một, hoặc hai hoặc ba tuần một thì được, dễ. Nhưng mà nhập thất để gọi là quyết chiến với sinh tử, giống như hai người cầm dao giáp chiến với nhau, như hai vị đấu sĩ, mình với gì ạ, với các loại ma, mình thì cầm con dao trí tuệ và cái khiên công đức, còn ma nó cầm cái gì ạ, cái gươm tham sân si, và cái gì, và cái sợi dây sinh tử nó lôi kéo chúng ta. Chúng ta thì cầm gươm trí tuệ và cái khiên công đức, cho nên phải có trí tuệ, tức là phải hiểu giáo lý của Đức Phật một cách là gì, là vững vàng rồi chúng ta mới không sai đường lạc lối khi nhập thất. Phải có công đức phúc báo thì chúng ta mới vượt khỏi các ma chướng ma sự trong khi chúng ta quyết đấu với sinh tử, quyết những cái lần nhập thất sinh tử như vậy. Đấy, không phải đơn giản đâu các quý vị. Cho nên phải có công đức. Vì vậy tôi dạy các đệ tử của tôi, nếu muốn nhập thất thì các bác ít nhất phải có 3 hoặc 5 năm làm công quả, học giáo pháp cơ bản và tổng tăng học đạo.
3 đến 5 năm đã mới nhập thất thì mới có cái vẻ là gì? Khá được, mới có cơ hội để chiến thắng ma quân được. Vì vào trong thất á, chúng ta tính tu một chút á, ma nó hiện ra đủ các loại phương tiện để nói gì, nó phá chúng ta. Có thể nó hiện ra thân Phật thường ngày đến để thuyết pháp cho chúng ta nghe đó, nhưng mà thực sự đó là gì? Là thiên ma ba tuần giả hiện làm thân Phật. Cái này mấy người nhập thất bị rồi, trên tản viên chúng ta đã có hai người nhập thất bị rồi, hai sư ông nhập thất bị rồi. Một sư ông và đệ tử của thầy Chân Tính ra ở chùa Pháp Vân, và lần trước lên nhập thất tôi kể đó, phát nguyện 3 năm tôi kể đó vài lần rồi đấy. Một chương trình, một cái đại đức là ở và là đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ đi ra đó xin nhập thất ở trên đó 1 năm. Nhưng lúc mới lên thì cũng tốt lắm, nhưng mà chưa phải nhập thất, mà là ở chuyên tu ở trên đấy thôi. Vài tháng sau mà cái cứ đi khoe là gì, chứng cái này, chứng cái nọ, chứng cái kia. Hôm Tết lên gặp tôi, nói tôi mất khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ chỉ ngồi nghe thầy nói. Thầy nói là thầy đã chứng đắc rồi, nhưng mà bây giờ muốn là tu luyện thêm một thời gian mà ra Hoằng Pháp. Nghe thấy câu đó mình đã biết sai đường rồi. Thì ngày xưa vì thầy lên đó thì mới lên thì cũng tu tốt lắm, tinh tiến. Nhưng một thời gian sau tự nhiên lôi kéo các Phật tử bảo là dạy cho các Phật tử là thôi bỏ niệm Phật đi để ngồi thiền. Ngồi thiền để mau đây ạ, mà đi đúng con đường của Phật. Thì thôi mình nghĩ là thôi thì thầy ấy dạy Phật tử nào được mình chả quan tâm. Nhưng mà xong rồi một thời gian nữa lại bảo là vị này biết là gì, lại biết về phong thủy, nhìn thấu ở dưới lòng đất phong thủy đất cát này nọ kia. Thế tôi bảo thôi thì hỏng rồi, tà rồi, tôi đuổi cho xuống núi. Nói nôm na là gì, là mời xuống núi, nói thẳng cổ ra là gì ạ, trục xuất đuổi ra khỏi gì ạ, khỏi chùa. Nôm na là như thế, nói thẳng như thế cho gì thế hiểu. Vì ở trong chùa tu hành mà mình sai chính pháp là kéo thêm cả các Phật tử của gì ạ, của chùa theo sai chính pháp nó không được. Cho nên tôi đuổi khéo cho xuống núi. Vừa qua tưởng là ông đi đâu một thời gian tu thì tưởng khá khá lên rồi. Hôm Tết lên ngồi gặp tôi một cái là khoe, câu đầu tiên nó khoe là gì? Nói là thầy tới đây cho con quay về đây con nhập thất một thời gian rồi tu. Nhưng đấy nó mới là mùng mấy Tết, mùng 4, mùng 5 Tết gì đó. Cho nên giữa ngày Tết ai mình đi từ chối thẳng. Từ chối thẳng thì bảo là không cho thì nghe nó lạnh lùng quá, giữa tăng với nhau. Nhưng mình bảo mình cứ bảo vâng. Đấy, thì con sẽ bố trí xem. Thế xong ngồi được một tí, nói một tí mà con nói ra, con nói thật với thầy, con đã tu chứng từ lâu rồi. Nhưng mà bây giờ thì con xin thầy lên đây để cho con thì tu thêm một thời gian để cho con luyện cho nó gọi là nó vững vàng đó, thì sau đó con mới ra Hoằng Pháp độ sinh, thì khi đó là độ vô số chúng sinh thoát khổ. Mình nghĩ là thầy hỏng rồi, hỏng thật rồi. Ai rồi những cái thầy nào mà ngồi với tôi nói là tôi tu chứng cái này, chứng cái nọ, chứng cái kia. Có chứng cái gì? Các vị biết chứng cái gì không? Chứng cái gì? Chả chứng cái gì cả. Những cái vị đó gọi là tà chứng chứ không phải là thật chứng. Tà chứng. Ma quỷ nó dẫn đường chỉ lối cho lầm được lạc lối, nghĩ là mình chứng. Nhưng chứng cái gì đâu. Thực sự là tà chứng, có chứng gọi là tà chứng. Chứng được tà pháp của gì? Của thiên ma, của tà ma ngoại đạo. Người xuất gia tu hành đệ tử của Đức Phật không bao giờ đi khoe là gì, tôi chứng cái này, chứng cái nọ, chứng cái kia. Nếu vì một cái nhân duyên đặc biệt nào đó mà nói ra là tôi chứng cái này, chứng cái nọ, chứng cái kia đó, nói rồi mà cái liền phải nhập niết bàn ngay. Giống như ở trong Sa Di Luật Giải có nói là thời xưa có một vị Sa Di chê một vị tỷ khiêu già tụng kinh. Vị đó là già quá rồi, răng nó rụng hết rồi, tụng kinh giọng nó không hay nữa. Chê vị tỷ khiêu đó là vị Sa Di đó trẻ nó mới đến chùa nữa, thì còn trẻ giọng hay mà, nghe thầy già, thầy tỷ khiêu già tụng kinh không hay, cho nên chê là gì, ông tụng kinh á, giọng như giọng gì bỏ giống á, miệng thứ cái nhai cứ tòm tả tòm tèm con trâu á. Thế vị tỷ khiêu kia mới dừng chuông dừng mó lại mà nói rằng, này Sa Di, ta nói gì cho bác biết là tôi đã gì ạ, tôi đã chứng thánh quả A La Hán rồi đấy. Mà trong kinh Đức Phật nói là gì, người mà phỉ báng bậc thánh nhân xuất thế, người đó sẽ bị đọa trong ba đường ác đạo vì khẩu nghiệp. Cho nên
Này, nếu mà gì, bác mà không lo sám hối cái câu gì phỉ báng bậc thánh nhân xuất thế thì bác tu cả đời cũng chẳng được cái gì đâu. Sau khi nghe vị tỷ khiêu già nói thế một cái thì vị sa di thì liền là khởi cái tâm ăn năn sám hối, liền quỳ xuống mà lễ lạy vị tỷ khiêu già đó. Lễ xong một cái không thấy vị tỷ khiêu đó nói gì nữa, không thấy nói nữa, và gọi người đến thì ngài đã viên tịch ở tại cái bản tọa rồi, tức là tại chỗ ngồi tụng kinh rồi. Nói cho sa di kia biết xong, biết một cái là liền là thâu thần nhập tịch luôn, không lưu lại thế gian, không để cho ai ở thế gian biết là mình là vị a la hán. Nhưng còn khi mà để cho mọi người biết ra, mọi người thì tất cả tăng ni tín đồ phật tử thập phương ngần rầm kéo đến là để cúng dường và tán dương khen ngợi vị thánh đó, và cầu vị thánh đó chữa bệnh cho con, rồi cầu ngài là gì ban phúc cho con, để đủ các thứ bà dặn hết luôn đó. Thì lúc đó gì, mọi chuyện phức tạp từ đây nó sinh ra. Cho nên Đức Phật nói này, các đệ tử chứng thánh quả không được nói ra cái thân phận của mình đã chứng được thánh quả. Nếu nói ra, người mà chứng thánh quả mà nói ra tức là không phải đệ tử của Như Lai. Cho nên chúng ta thấy những bậc thánh chứng quả ở trong Phật môn, các ngài sống thì đơn giản lắm, có nói gì đâu. Ngài Hải Hiền Lão Hòa Thượng và người hỏi, ngài đã thấy Phật chưa? Thấy Phật chưa thì lúc còn sống ngài có nói ngài thấy đâu. Ngài có nói, ôi cái này là chiên cơ không thể lộ được, nói thế. Nhưng trước khi ngài nhập Niết Bàn, trước khi ngài vãng sinh, ngài nói cho đệ tử của ngài là gì? Đệ tử lớn của ngài là gì? Tôi đã nhiều lần thấy Phật A-di-đà đến. Đã nhiều lần thấy Phật A-di-đà đến. Tây phương cực lạc là có thật. Các ông gì hãy giữ cái niềm tin ấy để mà gì? Mà niệm Phật thì tất sẽ được vãng sinh. Hoặc là như Tuệ Viễn là người sáng lập ra Tịnh Độ Tông của chúng ta, là sơ tổ Tịnh Độ Tông á. Cuộc đời tu hành của ngài là 3 lần thấy Phật A-di-đà. Nhưng đến lần cuối cùng á, trước khi nhập diệt vãng sinh á, ngài ngồi ở trên cho đánh kiểng tập chúng á, ngồi giữa ở chính điện mới nói rằng á, cả đời ta ở trên núi này, ở trên Lư Sơn này đã 3 lần thấy A Di Đà Phật đến rồi. Lần mới đây là khi ta đang ở ngồi ở Bát Nhã Đài đọc sách thì thấy A Di Đà Phật đến báo cho ta là 30 ngày nữa sẽ đến đón ta. Và hôm nay chính là gì? Giờ ngọ hôm nay chính là lúc mà A Di Đà Phật đến đón ta. Xong rồi nói chia tay, dặn dò các đệ tử xong xuôi đâu ở đấy, ngày ngồi an nhiên mà thoát hóa. Đấy, chúng ta thấy những các bậc chân tu, người ta tu chứng như thế, 3 lần thấy Phật nhưng đâu có nói ra. Mà nói ra thì là lúc đấy là lúc gì? Lúc nhập diệt rồi mới nói ra. Lão Hải Hiền Hòa Thượng hôm trước nói ra, hôm sau đã đi gì? Đã đi rồi. Đó. Ngài nói là đi xa, đệ tử thì không hiểu, cứ nghĩ là ngài đi đâu đó, đi chơi. Nhưng không ngờ là đâu, ngủ qua đêm sáng không thấy đâu, đến trưa thì mở cửa ra thì ngài đã đi, đã tự do tự tại vãng sinh, nằm theo thế cát tường mà vãng sinh rồi. Còn cái dạng người mà, những người mà tu hành mà một chưa được là bao mà khoe là chứng cái nọ, chứng cái kia, nói với ai thì họ tin, thì nói với tôi biết ngay. Đó là gì? Tà. Đó là gì? Đó là ma sự, đó là ma thuyết. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói là nếu mà các đệ tử của chúng tôi mà muốn nhập thất chuyên tu giải quyết vấn đề sinh tử thì cũng phải có công đức và có gì, có giáo lý căn bản khá ổn đã tôi mới cho nhập thất. Còn các Phật tử chúng ta muốn nhập thất để giải quyết sinh tử một đời cũng phải như thế. Còn nhập thất để gieo duyên còn 2-3 ngày một tuần, 2-3 tuần hoặc 1 tháng, vài tháng thì nhập thất để tu, lập thành thời khóa để tu, để học buông dần buông dần. Như ngài trong văn sao của ngài Ấn Quang Đại Sư cũng kể một câu chuyện. Ngày xưa có một Phật tử đến xin với một vị thầy, một vị hòa thượng, nói rằng bạch hòa thượng, con chỉ cho con cái phương pháp tu hành để thoát lấy sinh tử. Thì hòa thượng bảo rằng là thôi, về thì nhất tâm quy y Tam Bảo và tụng kinh niệm Phật
một lòng một dạ làm các việc thiện nữa. Bà cụ ấy về thì quy tam bảo xong thì về nhất tâm tụng kinh niệm Phật một ngày 6 thời, không bỏ thời nào cả. Thế đến mấy tháng sau đến bạch với hòa thượng, là bạch hòa thượng con đã y giáo phụng hành nghe theo lời hòa thượng quy tam bảo và bố thí cúng giảng phóng sinh tu phúc tụng kinh niệm Phật rất là tinh chuyên rồi, nhưng mà tâm của con nó nói thì sao nó vẫn chưa an. Thế hòa thượng đã bảo là với cái cụ là Phật tử ấy, mới chỉ có cái hình thức là gì ạ, tụng kinh niệm Phật thôi, thực sự ở trong lòng còn thì chưa buông được. Bà cụ bảo là thưa bạch hòa thượng là đúng thế, con thì còn thương cái đứa cháu, còn duy nhất là gì, cứ thương đứa cháu. Con mỗi khi tụng kinh lên, tụng kinh nhắm mắt lại thì phát nguyện vãng sinh thì lại nghĩ đến thương đứa cháu nó còn nhỏ, cho nên Phật thì chẳng thấy hiện ra, toàn thấy đứa cháu nó hiện ra lúc niệm Phật đấy. Đấy, chúng ta có cái điều đó không? Có đấy, nhiều người có đấy. Ví dụ chúng ta yêu mến một đứa cháu nội, cháu ngoại nào đó, hoặc đứa con trai, con gái nào của chúng ta, chúng ta mà nhất tâm phát nguyện vãng sinh ấy, đến lúc đó nó cái tình cảm đó nó mới hiện lên, cái nhân duyên đó nó mới hiện lên để gì? Nó lôi mình lại. Hoặc rằng gì, có thể là không phải là đứa cháu ấy nó hiện lên nó lôi mình lại, mà cái tiềm thức của chúng ta nó nhớ đến đứa cháu rồi cho nên nó hiện lên vậy thôi. Và gì, hoặc là thiên ma. Thiên ma gì, nó biết được là mình còn quyến luyến một cái gì đó, điểm yếu nhất của mình đó, thì nó hiện ra cái điểm yếu đó để nói gì, nó cản cái đường vãng sinh của mình, cản con đường vãng sinh của mình. Nếu mình yêu đứa cháu thì thiên ma nó hiện ra làm đứa cháu của mình, nó gì, nó cứ bám lại lấy mình và nó cứ bà ơi bà đừng bỏ đi, đừng bỏ con nhé, thế là gì, hoặc ông ơi ông đừng bỏ con, đừng bỏ cháu nhé, vân vân, cứ thế. Chúng ta gì, ví dụ Phật bảo chúng ta 3 ngày nữa vãng sinh, cái lúc chúng ta đang chuẩn bị vãng sinh nhá, niệm Phật thì không thấy Phật đâu, vì chúng ta chỉ là nghĩ đến gì, đi như thế này thì bỏ đứa cháu gì thì không biết bố mẹ nó có thương nó không, có chăm sóc cho nó không, sau này nó có lớn lên có học hành có đến nơi không, vân vân và vân vân, nghĩ như thế tự nhiên gì chúng ta không thấy Phật mà thấy đứa cháu nó hiện lên ở bên cạnh chúng ta, nó cứ khóc và nó bảo bà ơi bà đừng bỏ con mà đi, vân vân. Đến giờ đó chúng ta không đi được, mất cơ hội luôn rồi. Đấy, cho nên đó, gọi là ma sự. Vì vậy chúng ta không phải có gì, có công đức, có phúc báo. Tới đây nếu có đủ duyên để chúng ta nhập thất đó, thì gọi là nhập thất để gọi là tu buông, tập buông xả. Tập buông xả. Giống như bà cụ kia sau khi đến bạch với thầy là con nghe lời thầy, con nhất tâm quy tam bảo tụng kinh niệm Phật rồi, nhưng mà còn duy nhất là gì? Tâm nó chưa an. Hòa thượng bảo cái gì mà bà còn nghĩ ngợi đến nhiều nhất trong cuộc sống này, bà nghĩ đến đứa cháu. Thế hòa thượng mới bảo rằng đấy, đấy chính là cái đầu mối để cho tâm của gì, tâm của Phật tử không an. Nếu mà buông được hết á, tất cả đều không nghĩ ngợi gì đến, duy nhất chỉ có một câu A Di Đà Phật thôi á, một lòng tin sâu nguyện thiết hành chuyên á, thì mới được vãng sinh. Bà cụ bảo vâng, thì con nghe lời hòa thượng về, con thì sẽ cố gắng. Và về bà cụ thì bảo với bố mẹ rằng thôi từ nay trở đi thì chúng mày thì trông con, tao thì cả đời lo toan rồi, bây giờ thì tao phải lo cho tao thôi. Cho nên giờ bà cụ đóng cửa, bà cụ niệm Phật gì 3 tháng 10 ngày, tức là gì ạ, 100 ngày ở trong gì, ở trong phòng, đóng cửa trong đó 100 ngày, không tiếp xúc với ai, tự nấu nướng mà ăn, mọi cái tự túc hết, không tiếp xúc với ai, kể cả con, kể cả cháu. Sau 100 ngày thì bà mới thấy là A Di Đà Phật mới đến, hiện đến mới bảo bà rằng á, 10 ngày nữa ta sẽ đến gì, đến đón ngươi. Rồi bà cụ đi ra đến bạch với hòa thượng là bạch hòa thượng, nhờ ơn hòa thượng là chỉ bảo cho con, cho nên là gì, vừa qua con nghe hòa thượng về, con gì đóng cửa 100 ngày chuyên tu không tiếp xúc với ai, và con thấy A Di Đà Phật đến bảo con 10 ngày nữa mệnh con hết và đón con về với Tây Phương Cực Lạc này, con đến đây vừa là chào hòa thượng, vừa là tri ân cảm ơn hòa thượng và nhờ hòa thượng 10 ngày nữa đến đúng cái ngày đó, xin hòa thượng đến để tụng biến kinh để trợ duyên cho con, trợ niệm cho con. Hòa thượng bảo được, ta sẽ đến. Đúng 10 ngày sau hòa thượng đến,
con cháu trong nhà không biết gì, thấy hòa thượng đến chơi cứ tưởng đến chơi, bà cụ vẫn khỏe mạnh bình thường. Vẫn khỏe mạnh bình thường. Thế xong rồi thì hòa thượng đến thì thấy bà cụ vẫn khỏe, mới là bà vẫn còn khỏe à? Bà bạch hòa thượng, con vẫn khỏe, vẫn bình thường. Thế xong rồi lúc đó mới cho gọi con cháu, mới bảo rằng, mới nói là cái chuyện là gì, thời gian qua trong lúc nhập thất á, thế A Di Đà Phật đến bảo là 10 ngày sau đi, hôm nay là đúng ngày thứ 10 và giờ ngọ, ngày thứ 10 ta đi, bây giờ thì cũng gần giờ ngọ rồi, hòa thượng cũng đã đến thì tụng kinh cho mẹ rồi, thì các con đi sắp một cái mâm hoa quả để nhờ hòa thượng tụng kinh để trợ niệm cho gì, cho mẹ về với Phật. Các con nó thấy lạ, bảo mẹ cũng nói gở, mà đang khỏe mạnh thế này mà ta sao mẹ lại bảo là mẹ đi là thế nào. Mà thôi các con ấy, vì mẹ cứ làm một sắm một mâm hoa quả đi để hòa thượng tụng kinh. Hòa thượng tụng kinh xong đến tụng kinh Di Đà, đến cái đoạn mà gì, đến vừa hết là kinh, đến cái đoạn mà đang niệm chú vãng sinh, đến biến thứ ba mà cái bà cụ là gì, đang ngồi đằng sau để lễ theo kinh như thế này là gì, không thấy bà cụ lễ nữa. Con cái nó gì, nó cho tay vào mũi không thấy thở nữa, lấy sợi tóc không thấy thở nữa, biết là bà cụ gì ạ, tự do tự tại ngồi đằng sau hòa thượng lễ Phật mà vãng sinh. Chúng ta thấy đấy, bao giờ mà chúng ta không còn vướng mắc một cái gì nữa đó, thì xin thưa các quý vị, như trong kinh Đức Phật đó, từ 1 ngày 2 ngày 3 ngày 4 ngày 5 ngày 6 ngày cho đến 7 ngày là được vãng sinh. 7 ngày là được vãng sinh. Nhưng bà cụ kia, bà cụ mất 100 ngày. Tôi treo giải cho các quý vị là gì? Treo giải cho các quý vị không 100 ngày, treo giải cho các quý vị 3 năm. 3 năm xem có ai được tự tại vãng sinh, báo biết trước ngày giờ để làm biểu pháp cho mọi người học được hay không? Hay là 3 năm nữa tôi làm biểu pháp cho các quý vị nhé. Có muốn không? Được không? Không hả? Khổ thân, để muốn vãng sinh cũng có người cản thế này thì sau này không biết có đi được không. Đến lúc đấy cứ thế là bảo niệm Phật cho tôi trả niệm, mà cứ ôi giời ơi thầy ơi, sao thầy lại vội bỏ con mà đi sớm thế, thế thì chết. Lúc đấy thì chết rồi, lúc đấy thì chết tôi rồi. Đấy, nguy hiểm đấy. Tình cảm thế gian, tình cảm thầy trò mà nó nhiều hơn là cái gì ạ, cái tâm cầu sinh tịnh độ á, cũng khiến cho chúng ta gì luân hồi trong sinh tử đấy. Cho nên ở đây nhớ là lời Đức Phật nói, bảo ngài A Nan là chúng sinh sinh lại trời người như đất đó, ở trong gì lòng bàn tay, còn chúng sinh đọa lạc giống như đất của đại địa. À, nhớ ngày xưa ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư trước khi nhập tịch á, ngài mọi người có mấy người đệ tử đứng đây khóc và hỏi ngài là gì, đại sư hay là thầy đi về đâu? Ngài nói rồi, ta nếu mà không mở đạo tràng, không giáo hóa độ sinh á, lên hàng thượng phẩm thượng sinh thì có dư. Nhưng do gì ạ? Do bận cái thời gian làm chùa, xây dựng đạo tràng hoằng pháp độ sinh, cho nên á, ta chỉ có được sinh về là gì ạ? Hạ phẩm trung sinh mà thôi. Đấy, chúng ta thấy. Nhưng mà rồi, ngài được vãng sinh và hạ phẩm trung sinh cũng đã là tốt rồi. Cho nên ở đây làm á, nó vất vả đấy, không phải đơn giản đâu các quý vị. Nhưng mà thôi, nếu mà lên núi được cái thời gian nó tu nó cũng nhiều hơn. Mà không tu ấy, nằm ngủ thì Phật vẫn gì ạ? Vẫn cứ gì? Phật vẫn cứ vui. Chư Tăng ngồi nằm ngủ ở trên gì, trên núi á, vô sự, ông Tăng vô sự nằm ngủ trên núi, Phật vẫn gì, vẫn vui. Cho nên cái này á, thì cũng khó nhỉ, muốn đi cũng khó đấy chứ không có đơn giản. Qua cái buổi nói chuyện hôm nay mới thấy là cũng khó đấy.
khó là Phật gì ạ? Phật rước là một vấn đề khó rồi, nhưng mọi người là cái níu kéo là còn là một việc khó nữa. Hai việc khó như là gì? Như một cái gánh nặng ấy. Không phải đơn giản đâu. Làm chùa, xây chùa lên rồi để duy trì một ngôi chùa đã khó, nhưng sau khi thành tựu rồi mà buông bỏ được nó mới là một sự khó nữa. Các quý vị, cái đấy mới là cái khó nhất của người tu. Chúng ta cũng vậy. Lấy chồng, lấy vợ, sinh con, có cháu là một việc khó, nhưng có rồi buông nó mới là một việc khó hơn nữa. Đấy, buông được nó mà khó. Chúng tôi cũng vậy. Người trong đạo có cái khó của người gì? Người buông ở trong đạo. Người ngoài đời chúng ta có cái khó của người buông ở ngoài đời. Tất cả đều là gì? Chung quy lại đều là gì? Là tài sắc danh thực thùy. Vậy các vị, tất cả Đức Phật nói đều do ngũ dục tài sắc danh thực thùy nó gì? Nó níu kéo chúng ta vậy. Nhưng mà cũng tôi tin vào khả năng của tôi lúc nào tôi bảo tôi buông á là tôi buông được. Lúc nào mà tôi mà bảo tôi buông rồi thì cái gì tôi buông luôn. Mọi cái tôi buông, bảo buông cái gì là buông hết luôn. Kể cả buông cho không còn mà cái gì cũng buông luôn. Tôi tin vào một lúc nào đó cái ý chí và nguyện lực của tôi nó gì, nó mạnh hơn là cả cái gì ạ? Cả những cái mà gì mình đang có. Có làm được như vậy thì mới có cơ hội đới nghiệp vãng sinh một đời này. Bằng không thì có thể lại tái sinh đời sau. Nguy hiểm lắm. Ở đây cứ bảo trong kinh Đức Phật nói cái luân hồi sáu nẻo đi đi lại lại như thế này, tổ dạy là gì? Khổ lắm. Đó. Ở đây tổ nói thì nhiều kẻ không tin thiên đường địa ngục. Nhưng các cõi ấy xác thật là có. Trong kinh Đức Phật đã chỉ bày rành rẽ, chỉ vì mắt phàm không thấy biết mà thôi. Gần đây Nhật báo có đăng nhiều chuyện thuộc phần siêu linh, chẳng hạn như ông Hai Huệ bị bắt xuống âm ti, lại cô ba cháo gà ở chợ Vòng Nhỏ tại Định Tường, cũng tường trình việc hình phạt ở âm phủ trong quyển Địa Ngục Ký. Đây có lẽ là chư thiện thần vì thấy người trần thế chìm trong biển tham sân si nên dùng quyền cơ để đưa người xuống địa ngục, để khi trở về nhân gian thuật lại cho quần chúng biết đường tội phúc mà rứt giữ làm lành. Ở đây tổ dẫn một cái đoạn nói rằng cái thời đó lúc năm sáu mấy bảy mấy đó, ở trong miền Nam lúc đó thì cũng có nhiều bài báo viết về cái vấn đề tâm linh siêu nhiên. Đặc biệt là những câu chuyện là gì? Ông Hai Huệ bị bắt xuống làm nghề sát sinh giết trâu mổ bò, sau khi chết đi, chết lâm sàng đó, thì xuống thấy thì cảnh hành hạ tội nhân dưới địa ngục. Hay là cô ba cháo gà, chuyên giết gà, mở quán ăn, lúc gì? Chết lâm sàng đó, cũng thấy toàn thì đàn gà đến để lôi mình xuống dưới, bắt mình xuống thì đối trước Diêm Vương để đòi Diêm Vương phán xử và đòi nợ. Và cũng rất nhiều những cái câu chuyện. Bây giờ chúng ta có thể xem cái câu chuyện có cái quyển sách đó, Địa Ngục Du Lãm Ký á, hay Địa Ngục Du Ký á. Hôm rồi tôi mua mấy quyển để nhân tản viên, hôm nay ai lên đấy mà đọc, là về vào trong mạng đọc nghe, bây giờ họ đọc sẵn rồi, nghe trong vào trong mạng và các cháu nó cóp cho cái câu chuyện đó, Địa Ngục Du Ký hay là Địa Ngục Du Lãm Ký, nó để tiêu đề khác nhau, cóp mà nghe những câu chuyện gì, những người mà chết lâm sàng vào địa ngục. Tôi cũng đã kể cho các vị mấy lần cái câu chuyện mà tôi chết lâm sàng 4-5 tiếng đồng hồ vào trong địa ngục rồi đấy, mắt tôi thấy rồi đấy, tâm tôi hiểu rồi đấy, cho nên tôi mới đi tu đấy. Không có bây giờ tôi ở nhà các quý vị, tôi cũng như các quý vị thôi. Tôi chỉ là một Phật tử, thậm chí tôi còn không đủ duyên để làm Phật tử nữa. Vì tôi ở trong nơi gì? Nơi biên địa, nơi dân tộc miền núi. Phật Pháp không có lưu hành nơi đó. Bây giờ tôi xuất gia rồi, thì nhân dân ở trong khu tôi mới biết tới Phật Pháp một chút xíu. Vì sao ạ? Vì ra đây tu các pháp hội, hay là ra đây lễ Phật đầu năm, vân vân mới biết tới Phật Pháp một chút thôi. Còn ngày xưa gần như không biết cái gì cả. Đó.
Cho nên tôi mà không có cái đợt mà chết lâm sàng vào trong địa ngục, nhìn thấy cái cảnh khổ trong đường địa ngục á, thì chắc chắn hôm nay không biết tôi đi về đâu. Đó, cho nên nhớ khổ địa ngục mà phát Bồ Đề Tâm, tôi thực sự là gì, nhớ khổ địa ngục mà phát được Bồ Đề Tâm xuất gia tu đạo. Đây cũng là cái nhân duyên Phật Bồ Tát. Tôi nghĩ rằng chắc Phật Bồ Tát sắp xếp, chứ nếu mà không thấy cái khổ đấy, không có những trận ốm đau thập tử nhất sinh, không có những cái đợt chết lâm sàng 4-5 tiếng đồng hồ đó, thì chắc chắn hôm nay tôi không thể ngồi đây với đạo tràng chúng ta được. Đó. Đấy là gì? Có thể là Phật Bồ Tát sắp xếp. Cho nên nay chúng ta biết khổ rồi, ai mà chúng ta mà đã khổ rồi thì chúng ta tu nó dễ. Nếu chúng ta đã thọ khổ rồi, chúng ta mà nhất tâm tu thì dễ lắm. Còn chúng ta chưa khổ bao giờ thì phát tâm tu thì nó hơi khó đấy. À, nó hơi khó. Cho nên ở đây đoạn bài này thì phần chốt của bài 6 này tổ nói là tóm lại ba cõi đều là vô thường, các pháp hữu vi không có chi là vui. Các pháp hữu vi tức là các pháp có hình tướng ấy. Cái gì có hình tướng? Thân thể chúng ta có hình tướng không? Có hình tướng. Mà đã có hình tướng ấy, thì không có chi là bền vững. Hôm nay khỏe, nhưng ai dám chắc là ngày mai nó không đau yếu. Cho dù chúng ta có khỏe đến thì 5, 7, 80 tuổi vẫn khỏe, nhưng mà chúng ta dám chắc chúng ta khỏe mãi được không? Chắc chắn là không. Vì sẽ có một ngày chúng ta phải già, phải bệnh và phải chết. Đó. Cho nên ở đây tổ mới nói các pháp hữu vi không có chi là vui cả. Người niệm Phật phải cầu sinh về Tây Phương để thoát vòng sống chết luân hồi, dần dần tu chứng đến cảnh thường lạc ngã tịnh của Niết Bàn. Đó. Tức là cảnh thường lạc ngã tịnh, đây là chỉ cho cảnh giới thanh tịnh, tịch tĩnh, không một chút niệm tâm là khởi lên để vọng động tham sân si, mạn nghi tả kiến ác kiến, kiến thủ biên thủ giới cấm thủ, vân vân. Tâm lúc nào cũng như bình đẳng đối với tất cả chúng sinh, yêu thương như yêu thương chính bản thân mình vậy, thậm chí là yêu thương chúng sinh còn hơn yêu thương cái bản thân mình, thậm chí là dám hy sinh cái tấm thân mình để cứu các loại chúng sinh. Đó chính là hành nguyện của Bồ Tát. Tôi ngày xưa hay đọc những cái sách về hành Bồ Tát đạo nhiều, cho nên đọc nhiều, nghiên cứu nhiều. Vì vậy mà bây giờ tôi biết là gì ạ? Tôi biết là bỏ thời gian ra làm chùa, làm tượng, làm chuông, xây dựng đạo tràng lớn, hướng dẫn cho Phật tử đông là tôi sẽ gì ạ? Tôi sẽ kém đi cái phần vãng sinh. Nhưng mà thôi, Phật Bồ Tát, các ngài đấy gì ạ? Trong Kinh Pháp Hoa, Tôn giả Xá Lợi Phất bạch với Đức Thế Tôn là gì? Con nhìn khắp ở trong sơn hà đại địa này, không nơi nào nhỏ như hạt vừng, hạt cải là không có xương, máu và thịt của Đức Phật, vì chúng con và vì tất cả chúng sinh mà gì xả bỏ thân mạng. Cho nên Xá Lợi Phất mới phát nguyện rằng bạch Đức Thế Tôn, xin ngài đừng có lo, sau này con sẽ gì đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa để của ngài để đi về thế giới khác để truyền bá. Tôn giả Xá Lợi Phất phát nguyện với Đức Phật là gì, xin ngài đừng có lo, nhưng mà thôi, kinh Pháp Hoa sau này con sẽ đem đi thế giới khác, con truyền bá thế giới này. Vì sao không truyền bá được? Chúng sinh càng cường, khó độ. Cho nên Tôn giả Xá Lợi Phất không dám ở lại thế giới này để truyền bá Kinh Pháp Hoa, mà phải đi thế giới khác. Ngày đó tôi đọc Kinh Pháp Hoa, tụng Kinh Pháp Hoa, mấy năm chuyên tụng Kinh Pháp Hoa, hành trì Kinh Pháp Hoa, tôi mới gì nói rằng đọc đến cái đoạn đó thì hết cái bộ kinh đó, hết cái phần kinh đó, bắt đầu thì lớn tiếng phát nguyện rằng bạch Đức Thế Tôn, Xá Lợi Phất không dám gì ở lại thế giới này để truyền Kinh Pháp Hoa, con sẽ ở lại thế giới này để truyền Kinh Pháp Hoa. Anh hùng chưa? Nhưng mà đến bây giờ thì mới thấy gì, ngày đó là ngông cuồng phát nguyện ngông cuồng. Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, rồi Ma Ba Xà Ba Đề, Gia Du Đà La, Tỷ Kheo Ni, toàn là những vị đại la la hán ở trong chúng đệ tử Tỷ Kheo của Đức Phật á, các ngài luôn luôn được Đức Phật gì tán dương khen ngợi là những bậc có trí tuệ, những bậc có đa văn, những bậc có mật hạnh, những bậc có thần thông, những bậc trì giới luật đệ nhất,
Trong Pháp Hội Pháp Hoa, Đức Phật thân đích thân là để xoa đầu thọ ký cho các đại đệ tử ấy, mà các ngài ấy đều ai cũng nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin ngài đừng lo, sau khi Đức Thế Tôn nhập niết bàn, con sẽ gì, đem kinh Pháp Hoa này, đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa này đến thế giới khác để truyền bá. Vậy mà mình ấy nghĩ là gì, mình lại học theo các vị Bồ Tát Tòng Địa Dũng Xuất. Trong đó thì có một phẩm là Tòng Địa Dũng Xuất Bồ Tát. Khi thấy là các đệ tử tỷ khiêu của Đức Phật không dám phát nguyện ở lại thế giới này để truyền kinh Pháp Hoa, cho nên bây giờ có các vị Bồ Tát từ dưới đất gì trồi lên, không biết từ đâu mà đến, bạch với Đức Thế Tôn rằng: xin Đức Thế Tôn đừng lo, sau này Đức Phật nhập Niết Bàn đi, chúng con sẽ gì dùng tất cả những khả năng của mình ở lại thế giới này, cho dù người ta có đánh chúng con, có chửi chúng con, có mắng chúng con, có giết chúng con, có hủy nhục chúng con, có lăng mạ chúng con, có khởi tâm ác với chúng con cũng gì cũng ở lại thế giới này để truyền bá kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên thấy các ngài Bồ Tát Tòng Địa Dũng Xuất phát nguyện như thế, mình cũng đặt quyển kinh xuống là A Di Đà Phật, bạch Đức Thế Tôn, con gì sau này gì cho dù thịt nát xương tan, vô thủy kiếp cũng ở lại thế giới này để truyền bá kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nghe mà ghê chưa? Nghe bên ngoài nghe chừng là gì ạ, vượt cả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Nhưng mà thực tế mấy năm sau mình mới thấy là gì, tu được một thời gian mình mới thấy gì, cái tâm mình với cái lời nguyện của mình nó gì, nó còn cách xa nhau một trời một vực các quý vị. Giữa lời nguyện và hành động và cái sự tu tập của mình nó cách xa nhau một trời một vực. Cho nên bây giờ từ năm 2012 gặp được Pháp Trung Phong Tam Thể Niệm thì mới chuyên sâu và nghiên cứu vào pháp môn tịnh độ. Từ ngày đấy mới gì, mới quy thú tịnh độ, mới phát nguyện là thôi, bây giờ thì lạy Phật thì chúng cho con về Tây Phương Cực Lạc đã. Bao giờ mà thì con chứng được cái quả vị gọi là vô sinh bất thoái chuyển rồi á, thì con mới quay trở lại thế giới này để truyền bá kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phát nguyện nó có nhỏ hơn một chút, nhưng mà dù sao thì nó còn gần với thực tế hơn. Đó. Đấy, tôi nói thật đấy. Ngày xưa tôi đã nhiều lần phát nguyện là truyền bá kinh Pháp Hoa và chỉ kinh Pháp Hoa, truyền bá kinh Pháp Hoa. Vì tôi có duyên với kinh Pháp Hoa. Không biết là từ nhiều đời nhiều kiếp hay không, nhưng mỗi một lần tôi tụng kinh Pháp Hoa, tôi thấy tâm tôi rất là an, trí tôi rất là sáng, và mọi công việc tôi phát nguyện thấy nó rất là gì, hanh thông. Một lúc nào đó cuối đời tôi sẽ quay lại chỉ kinh Pháp Hoa và danh hiệu A Di Đà Phật. Vì lục tổ, tức là tổ thứ 6 là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư trong Tịnh Độ Tông của Trung Quốc, một trong 13 vị tổ, ngài là tổ thứ 6, được coi là gì, hóa thân của Đức Phật A Di Đà đó. Ngài cũng một đời chuyên trì kinh Pháp Hoa và niệm A Di Đà Phật mà thành tổ của gì, tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa. Ngài là một vị thiền sư, đầu tiên phải nói là ngài là một vị thiền sư đại triệt đại ngộ ở trong gì, trong thiền môn, trong tông môn. Nhưng sau đó thì chứng ngộ thiền đầu tông rồi thì ngài thì ngài lấy kinh Diệu Pháp Liên Hoa để làm phương tiện thọ trì đọc tụng, làm biểu pháp cho chư tăng hàng ngày. Đó. Và nhất tâm tụng niệm A Di Đà Phật. Cho nên sau này ngài mới được suy tôn làm tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông đó. Đó. Chứ cũng không cứ là gì cứ phải tụng kinh Vô Lượng Thọ hay tụng kinh A Di Đà mới được vãng sinh các quý vị. Tất cả các bộ kinh điển đại thừa đều quy hướng về nhất tâm thanh tịnh. Cho nên chúng ta tu tịnh độ tức là hướng về cái tâm một lòng, nhất tâm thanh tịnh. Cho nên chúng ta tụng kinh gì, kinh Địa Tạng cũng vẫn được sinh về tịnh độ. Nếu chúng ta gì niệm Phật và cầu sinh Tây Phương, kinh Pháp Hoa, kinh Bi Hoa, kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Bát Nhã vân vân, nếu chúng ta niệm Phật cầu sinh tịnh độ vẫn được sinh tịnh độ như nhau, không có khác. Kinh là gì ạ? Là phương tiện, như là con thuyền. Một câu A Di Đà Phật và phát nguyện vãng sinh
tin sâu nguyện thiết. Một câu A Di Đà Phật là gì? Là căn bản để vãng sinh. Còn kinh như là con thuyền đưa chúng ta qua sông. Còn chúng ta tin sâu nguyện thiết hành chuyên chính là chúng ta bước lên con thuyền đó và cứ ngồi chờ đó cho nó gì tới bến mà trèo lên thôi. Đó. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy là tổ nói là chúng ta phải niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, để mau chứng được cái gì, dần dần cho chứng được cái cảnh thường lạc ngã tịnh của cõi Niết Bàn. Chớ không nên cầu sự phúc lạc hư giả ở thế gian. Đấy, tổ dạy là đừng, chớ tức là đừng, đừng có ham mê cầu cái sự phúc lạc ở thế gian. Ví dụ cầu cho con là gì ạ? Làm ăn thì gặp nhiều may mắn, đi chợ thì mua may bán đắt, đi một về mười, đi tươi về tốt, vân vân. Cầu đủ các thứ hết. Bỏ một đồng vốn thì thu 10 đồng lời, vân vân. Nhà cao cửa rộng, người người ai trông cũng phải ngước mắt để ngắm nhìn và để tán dương khen ngợi là vân vân và vân vân đó. Cái đó chỉ là gì? Cái phúc lạc hư giả ở thế gian mà thôi. Chúng tôi cũng vậy, chùa to cảnh lớn cũng chỉ là cái gì? Nhân duyên. Gieo để gieo duyên cho chúng sinh mà thôi. Nhân duyên giả tạm hòa hợp, gieo duyên cho chúng sinh tín Phật, mộ Phật và tu theo Phật mà thôi. Chứ còn chúng tôi mà cứ chấp vào á, cái ngôi chùa chúng tôi làm á, mà bám vào đó mà hưởng thụ á, thì cũng chẳng khác gì cái người gì, cái người cầu cái phúc lạc hư giả của thế gian cả. Cho nên lúc nãy tôi mới nói với các quý vị, bao giờ mà tôi nhập thất á, tôi cũng sẽ không nhập trong, ở trong một cái thất gì xây đàng hoàng, có đầy đủ chăn nấm nệm êm và phòng vệ sinh gọi là trang hoàng đẹp đẽ vân vân, mà phải á, ở một cái cốc lá thất lá như Hòa Thượng Nhất Hạnh á, làm những cốc lá thất lá như vậy, mọi người nhập thất ở như nhau. Đấy, thế mới hay, thế mới buông xả được những cái vật chất hư giả của thế gian để cầu sinh tịnh độ. Niệm Phật như thế, tổ nói tiếp là niệm Phật như thế mới hợp với mục đích giải thoát và tâm từ bi cứu khổ ban vui của Đức gì? Của Đức Thế Tôn hay của Đức Phật. Và muốn được như vậy, hành giả phải tường quan sát, suy tư về 8 nỗi khổ của kiếp người cho đến những nỗi khổ vô cùng vô tận trong gì? Trong khắp 6 cõi. Đó, tổ dạy chúng ta phải nhớ đến 8 nỗi khổ sinh già bệnh chết cầu bất đắc ái biệt ly oán tăng và ngu uẩn xứ tình khổ đó. Và vô lượng những nỗi khổ ở trong gì? 6 nẻo luân hồi đó. Để mà gì? Phát Bồ Đề tâm, tin sâu nguyện thiết, một lòng trì danh cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên á, đây tổ nói như thế. Chẳng quán như thế, thế chẳng thường quán chiếu như thế đó, thì tâm cầu giải thoát khó sinh, ý nguyện Tây Phương không thiết, thì làm sao ngày kia bước lên bờ giác, dùng con thuyền Bát Nhã độ khắp quần mê. Đó. Cho nên cái này cũng là một cái gì? Cái này cũng là một cái điều để cho tôi thay đổi cái lời nguyện ngông cuồng của tôi trước đây á, bảo là A Nan Ca Diếp Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên không dám nguyện ở lại thế giới này để truyền bá kinh Pháp Hoa. Cho nên tôi thì tôi phát nguyện là bạch Đức Thế Tôn thì con sẽ học theo các Bồ Tát Tổng Địa Dung Xuất và phát nguyện ở lại thế giới này để thọ trì đọc tụng và truyền bá kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nhưng chục năm sau, hơn chục năm sau á, gặp được pháp môn tịnh độ, tu một cách là gì? Thực sự là nghiên cứu vào pháp môn tịnh độ mới thấy gì? Mình chưa đủ sức để ở lại thế giới này mà gì một mình truyền kinh Pháp Hoa. Chưa đủ sức. Cho nên nguyện là thôi, cái vấn đề sinh tử của mình phải lo đã. Mình muốn làm bác sĩ thì để chữa bệnh cho mọi người thì đương nhiên mình phải học là gì? Để làm một người thầy gì? Thầy thuốc đã. Mình muốn cứu người chết đuối ở dưới sông thì mình phải biết gì? Biết bơi đã. Mình muốn bố thí cho người nghèo được ăn đó thì mình phải gì ạ? Phải có thức ăn đã. Muốn giúp đỡ cho người nghèo quần áo mặc và có nước uống thì mình phải có quần áo mặc và có gì? Có nước uống đã. Nay chúng ta cởi trần trùng trục mà muốn bảo đem bố thí cho người nghèo á, được gì? Được quần áo mặc thì có không? Không. Chúng ta không cơm, không nước, bảo bố thí cho người nghèo ăn uống có không? Không. Cho nên tuổi trẻ mà, tuổi trẻ thường là gì? Cái gì nó về thuộc về tuổi trẻ, nó nhiều cái nó bồng bột và nó hay có pha một chút cái gì
cái lộng ngôn, cái ngông cuồng vào đó. Ngày xưa tôi là con người như thế. Bây giờ thì càng tu mình càng thấy là mình cần phải hạ mình. Mình có làm được 10 mình cũng chỉ nói gì ạ? Nói mình làm được 1 thôi. Mình làm được 10 mình cũng chỉ nói là gì? Hoặc là mình khiêm tốn là rồi cái đó là gì? Không biết mình có làm được không? Mình yếu lắm, sức con yếu lắm. Phúc mỏng nghiệp dày trướng sâu tuệ cạn, không biết có làm được không? Thôi các ngài mà giao phó thì con cũng sẽ cố gắng hết mình. Đó. Thế thôi. Chứ mình cái gì không bảo, cái này con làm được, con làm tốt. Mà làm mà không được thì chết. Làm mà không tốt thì mang tiếng. Cho nên mình cứ càng khiêm tốn bao nhiêu thì càng tốt các quý vị. Tổ nói tiếp, khi xưa Đức Phật đã than, trong đời mạt pháp, các đệ tử của ta chỉ đeo đuổi theo bên ngoài, ít ai quan niệm đến vấn đề sinh tử. Đấy, Đức Phật đã than đấy, thời mạt pháp, các đệ tử của Ngài phần lớn là theo đuổi theo cái gì? Công danh, sự nghiệp bên ngoài. Tức là người xuất gia sau này chỉ lo là gì? Theo đuổi con đường công danh, chức tước, để có chức địa vị trong giáo hội, để có ngôi chùa to, để có Phật tử đông. Tôi bây giờ đang dính vào cái đấy đấy, chùa to, Phật tử đông. Tôi đang làm cái đấy đấy. Nhưng mà may là gì, tôi không chấp vào cái đó nhiều. Nếu tôi chấp vào cái đó thì tôi đứt rồi. Đấy, cho nên ở đây Đức Phật nói như vậy. Chúng ta thấy không? Đọc được cái đoạn kinh Đức và đoạn tổ dẫn cái lời Phật nói như thế này nữa, cái ý chí vấn đề giải quyết sinh tử của mình nó càng gì ạ? Nó càng được thôi thúc, càng được gì nung nấu nhiều hơn nữa. Đó. Ngài lại dẫn tiếp này, không tha thiết. Trong thời mạt pháp các đệ tử, ta chỉ đeo đuổi theo bên ngoài, ít ai quan niệm đến vấn đề sinh tử, không tha thiết đến sự liễu thoát sinh tử, là vì thiếu chi giác, do bởi không thiết thực quán xét nỗi khổ trong kiếp luân hồi. Những người này chẳng những phụ ơn Phật mà cũng phụ cả chính mình, thật đáng thương xót lắm thay, thật đáng tiếc thay. Đấy, cho nên tổ gì ạ? Phật dạy, tổ nhắc nhở đấy. Mà đời này mình không lo được cái vấn đề sinh tử của mình á, thì mình độ được ai? Bây giờ mới chỉ là độ gieo duyên cho các quý vị thôi. Chứ còn á, độ được các quý vị chưa? Tôi chưa độ được. Chưa độ được cho ai cả, mới chỉ là gieo duyên thôi. Bao giờ á, mà tôi gì ạ? Tôi phải thực sự đó là hàng thất địa Bồ Tát, bất thấy chuyển trở lên á, mới có thể độ được cho gì? Các quý vị. Đó.